Hello, Ngoài Đường Biết xin chào tất cả mọi người. Rất lâu rồi thì Ngoài Đường Biết mới quay trở lại với sân vận động Phú Thọ. Ở phía trước mình đây đang là buổi tập của các cầu thủ U19 thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở phía xa kia là nơi các cầu thủ câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Một chút nữa họ sẽ đến đây để tập luyện. Bây giờ mới chỉ có 3 giờ 30 chiều thôi. Còn nửa tiếng nữa thì thầy trò huấn luyện viên Mano Polking mới tới đây. Rất lâu rồi thì câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh họ mới tập luyện ở sân Phú Thọ. Kể từ sau Tết Nguyên Đán đến giờ thì thầy trò huấn luyện viên Mano Polking chủ yếu là tập luyện ở sân quân khu 7. Và cách đây 4 ngày thì họ có 2 trận giao hữu gặp câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Ở trận đầu tiên thì thầy trò huấn luyện viên Mano Polking đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1, trong đó có siêu phẩm sút phạt của ngôi sao Lý Nguyễn. Còn ở lượt trận thứ 2, trận lượt về thì mình nghe thông tin là câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh thua BKMX Bình Dương với tỷ số 3-6. Chẳng biết đây có phải là kết quả chính xác hay không, bởi đây là một cổ động viên họ thông báo trên kênh YouTube Ngoài Đường Biết. Mặc dù vậy thì cũng không quá quan trọng, bởi dù sao thì đây cũng chỉ là đá giao hữu mà thôi. Và không đầy 2 tuần nữa thì V-League 2021 sẽ quay trở lại với chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ đi vào để theo dõi buổi tập của Lý Nguyễn cùng với các đồng đội nha. Bây giờ thì let's go nha. Quan sát từ xa thì đã thấy huấn luyện viên Mano Polking cùng với các cộng sự của mình đã đến sân khá sớm rồi. Bây giờ mới có hơn 3 giờ thôi. 4 giờ thì các cầu thủ mới bước vào tập luyện. Đây là các em của U19 thành phố Hồ Chí Minh. Sắp tới thì các cầu thủ sẽ tham dự giải U19 quốc gia. Quan sát ở phía xa kia thì ban huấn luyện của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến sân rồi. Ngoài ra thì đã thấy thủ môn Bùi Tiến Dũng. Buổi chiều rồi nhưng mà trời rất là nắng. Lúc nãy mình nghe một anh quản lý sân nói là ngày hôm qua thì tới 5 giờ 40 chiều mà vẫn còn nắng ở trên sân. Chứng tỏ là bắt đầu Sài Gòn cũng bắt đầu vào mùa nắng và tập luyện ở đây đó sẽ mất rất là nhiều sức. Cũng vì đến quá sớm mà các thành viên của ban huấn luyện câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cùng với thủ môn Bùi Tiến Dũng tranh thủ xem các em nhỏ ở U19 thành phố Hồ Chí Minh tập luyện. Vậy là chiếc xe chở các cầu thủ câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến sân tập. Nếu mà quan sát kỹ ở trên sân thì hình như là thời gian qua không cho tập luyện ở bên này hay sao mà có những đoạn thì cỏ lên cao hơn là bình thường. Có lẽ là họ đang dưỡng sân lại. Đây là đoạn này là cỏ lên rất là cao. Có lẽ là họ đã dưỡng sân, không cho thi đấu để cho những cái phần mà bị lở đất thì đất nó lở ra cát nhiều hơn là cỏ thì đã được thay, được thêm cỏ vào trồng mới. Trời nắng quá nên là toàn bộ các thành viên câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh di chuyển thẳng ra khu vực có bóng râm để mà đi giày. Lý Nguyễn cũng đã vào sân rồi nè. Ông Văn Thuận nó lắm trò lắm.
Bùi Tiến Dũng không thay giày, có lẽ là anh vẫn còn đang gặp một chấn thương chăng, nên là chưa thể tham gia tập luyện như bình thường cùng với các đồng đội. Có lẽ là đúng vậy. Papadiakite đến chào với các đồng đội của mình. Cái bơm này bơm bánh xe được không anh Thông? Nắp. Dạ. Cái này anh mua nhiêu vậy anh? Cái này dạ anh bán luôn mà, 280.000. 280 hả? Vậy mai mang lên cho em một cái nha. Em về em bơm xe đạp. Nha, chiều mai mang. Xe đạp, ừ, ở chị... máy. Dạ rồi. Để em kêu vợ nó gửi lên em. Dạ rồi, dạ rồi. May quá. Bùi Tiến Dũng đã qua gia nhập cùng với các đồng đội của mình. Nắng quá nên tốt nhất là mình di chuyển ra khu vực có bóng râm, nắng chiếu vô mặt quá mệt. Dario Paulo và Junio Barros, bên này là Pape Diakite, đây là Liên Nguyễn Huy Toàn. Chưa thấy Hồ Tấn Tài đâu. Như vậy là Hồ Tấn Tài vẫn chưa quay lại hội quân cùng với các đồng đội của mình. Trong khi đang theo dõi các cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tập luyện thì mình cũng xin phép chia sẻ một cái thông tin là sáng ngày hôm nay tiền vệ Lương Xuân Trường có nhắn tin cho mình và sau đó email gửi một thư mời đến tham dự lễ khai trương Trung tâm Phục hồi Chấn thương Thể thao Quốc tế IRC do chính Xuân Trường là người sáng lập. Cơ sở đầu tiên của Xuân Trường sẽ được mở ở thủ đô Hà Nội và sẽ được chính thức khai trương vào lúc 9 giờ sáng ngày Chủ nhật này, ngày 7 tháng 3. Ngày hôm đó sẽ có sự góp mặt của những người đồng đội của Lương Xuân Trường ở đội tuyển Việt Nam. Và chắc chắn là ngoài được biết cũng sẽ có mặt để đưa tin về sự kiện rất thú vị này. Mọi người cùng đón xem vào ngày Chủ nhật này nha. Bây giờ thì mình sẽ lại tiếp tục theo dõi buổi tập của các thành viên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đây. Trước mặt mình đang là bộ ba siêu quẩy Lê Nguyễn, Đình Khương và Lâm Ti Phong. Bạn nào mà hay coi TikTok thì lên sẽ thấy Lê Nguyễn hay diễn các clip cùng với Lâm Ti Phong và Đình Khương, rất là thú vị. Mọi người lên TikTok và search ra Lê Nguyễn là sẽ ra. Trong lúc lang thang đi ở phía ngoài để
quay thầy trò huấn luyện viên Manu Pulking tập luyện thì là mình nhìn thấy ở đây có một chảng cỏ, mà nếu đoán không lầm thì đây chính là nơi Phú Thọ họ trồng cỏ ở đây để mà đắp vào những cái khoảng trống nếu mà những cái mặt sân bên kia bị hư hại. Thì ở đây nếu mà để cỏ tự nhiên này thì đúng là không đúng. Chẳng ai lại để một chảng cỏ tự nhiên ở ngay khu vực này cả. Chắc chắn là đây là cỏ được nuôi, có sẵn cả vòi nước để những viên gạch chặn ở đây để làm dấu. Rồi thì thông tin câu lạc bộ Bình Định sắp sửa trình làng sân cỏ mới của mình, được trồng loại cỏ kim, được trồng loại cỏ Bermuda rất là hiện đại, trị giá là 15 tỷ đồng. Sắp tới thì câu lạc bộ Bình Định sẽ có trận sân nhà đầu tiên gặp SHB Đà Nẵng ở vòng 4 V-League. Trước đó một tuần thì thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng sẽ có chuyến làm khách ở vòng 3 V-League gặp câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi đó thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 3 V-League họ sẽ ra ngoài Quảng Ninh để thi đấu với đội chủ nhà Than Quảng Ninh. Ở vòng 4 V-League thì hình như là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC sẽ có trận derby. Tăng tốc. Đây có lẽ là những bài tập vô cùng quen thuộc với những khán giả của ngoài đường pit rồi. Coi đi coi lại hoài cũng thấy chán luôn á. Rất là nắng cho nên là các cầu thủ tập thể lực một chút thôi là vã hết mồ hôi rồi. Nhất là sau một ngày nghỉ ngơi thì xả chạy ra thì bây giờ tập trung lại nên là mất sức, cần mất nhiều thời gian để hồi phục. Huấn luyện viên Manu Pulking chỉ đạo dành cho các cầu thủ. Ngày hôm qua là sinh nhật của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Và theo như quan sát của mình thì ngày hôm nay có một số fan nữ đã mang bánh kem lên. Có lẽ là một chút nữa sau khi buổi tập kết thúc thì là Bùi Tiến Dũng sẽ nhận được quà. Trước mặt mình là chiếc siêu xe của Bùi Tiến Dũng, còn đây là fan nữ. Chiếc siêu xe mang biển số 69A06666 Lộc Không. Bạn cổ động viên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trang bị trên tay, chuẩn bị những cái tấm hình rất là đẹp
của từng thành viên trong đội bóng, và cứ đến người nào ra thì bạn này phát tặng cho cầu thủ đó. Một hành động rất là dễ thương. Đây là Ly Nguyễn.